Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming cùng Toại, Tinh Tế. Và tiếp tục với series Hỏi Đáp Gaming ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của anh em liên quan đến game mobile, game PC, game console, những cái thông tin game mà anh em đã thắc mắc và hỏi mình trong các số hỏi đáp trước đây. Toại đã tổng hợp lại và mang đến cho anh em những cái câu trả lời, những cái thông tin chính xác nhất anh em nhé. Và trong mỗi số hỏi đáp thì đều có rất là nhiều câu hay, và đặc biệt là trong số hôm nay sẽ có một câu cực kỳ quan trọng và là rất nhiều anh em quan tâm liên quan đến tóc trí anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với những câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có tên đó là Chủ tịch Khiêng Hòm. Ôi, tại sao tướng mới trong liên quân lại auto win? À, anh em sẽ thấy một cái thực tế rất là rõ ràng, đó là việc những cái vị tướng mới ra trong liên quân thì thường nó sẽ bị gọi là OP, tức là overpower, bị một cái sức mạnh quá là vượt trội và thường là auto bị cấm. Trong khi đấu rank đúng không, có được vị tướng đấy thì team khả năng win rất là cao. Thì cái lý do rất là đơn giản, Garena muốn hút máu anh em. Đó, mình trả lời cho vui vậy thôi, nhưng mà thực ra cái lý do chính xác bên trong nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó là việc khi mà một cái vị tướng mới ra thì Garena họ luôn có cái chính sách đó là kích cầu để làm gì. Họ phải đẩy cái sức mạnh của con tướng đấy lên vượt quá so với cái mặt bằng chung. Tức là nó sẽ mạnh hơn khá nhiều so với những vị tướng còn lại. Và rất khó, gần như là rất ít vị tướng có thể counter được cái vị tướng đó. Để làm gì? Để kích thích cái việc đó là nạp tiền và mua tướng. Các bạn sẽ để ý là những cái vị tướng trong liên quân khi mới ra ấy, thì sẽ bán bằng quân huy đúng không? Chưa có bán bằng vàng anh em nhé. Bán bằng quân huy, nó có thể là 300 mấy hoặc là 500 mấy quân huy đó. Và khi đó quân huy thì các bạn bắt buộc là phải nạp tiền vào, không có cách nào để cày quân huy được anh em nhá. Bắt buộc phải bỏ tiền vào mua đúng không? Mới ra mới hot mà thì làm gì? Bán được thật nhiều tướng đó đúng không? Đấy. Và khi đó thì tao sẽ mua bằng nạp tiền vào, tao mua con tướng này, tao về chơi team tao auto win, tao auto lên rank này đó đúng không? Tức là kích cầu. Và sau đó một thời gian thì khi mà cái nhu cầu mua tướng đấy nó bắt đầu hạ dần xuống rồi thì đơn giản thôi, Garena bắt đầu bán bằng vàng đó cho anh em, những anh em nào có thể cày cuốc có thể mua được đúng không, và dần dần nép sức mạnh nó xuống anh em nhá. Đó, nép xuống cho nó bằng cái mặt bằng chung, cũng như là cho những cái vị tướng khác có thể counter được con tướng này. Thì đó là cái lý do vì sao mà những con tướng mới trong liên quân nó đều auto win. Cái này nó khác với liên minh anh em nhá. Liên minh đi tướng mới ra nó cũng mạnh, nhưng mà có những con tướng mới ra nó rất là gà, rất là ngu, và cũng rất là nhiều anh em kêu là phế đúng không. Cái này thì anh em cũng biết rồi, bạn nào chưa liên minh chắc chắn là sẽ biết đó. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong số hỏi đáp ngày hôm nay, là câu hỏi của bạn Văn Hưng. Đây là câu được rất nhiều anh em quan tâm này. Anh ơi, liệu tốc chiến có bắt đăng ký bằng chứng minh nhân dân thật không hả anh? Em chưa đủ 18 tuổi. À, em chưa đủ 15 tuổi, chưa có chứng minh nhân dân thì làm sao chơi được ạ? À, gần đây thì anh em sẽ nghe một cái tin đồn được rất nhiều fanpage và rất nhiều trang báo game đưa tin, đó là việc Garena VNG bắt buộc game thủ phải có chứng minh nhân dân và đăng ký bằng hình thật thì mới chơi được tựa game là Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến. Thì câu trả lời của mình, theo quan điểm của cá nhân mình, thì cái thông tin này nó chưa chính xác. Bởi vì sao? Cái này là mình không có thông tin cụ thể, tại vì nhà phát hành VNG họ chưa công bố chính thức anh em nhé. Theo quan điểm của mình thôi thì là thông tin này nó sẽ không chính xác. Bởi vì thứ nhất thì những tựa game tại Việt Nam hiện tại thì Bộ Thông tin Truyền thông đang thắt chặt cái việc là quản lý những cái tựa game. Có những tựa game bắt buộc là phải gắn mác là 18 cộng, như là PUBG Mobile này, và game thủ phải trên 18 tuổi thì mới được tham dự những cái giải đấu eSports chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người chơi thì có thể dưới 18 tuổi rất nhiều, 10 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi vẫn rất nhiều đúng không? Và đó là cái target, cái đối tượng chính mà các nhà phát hành game hướng tới. Bởi vì sao? Dễ tiếp cận, dễ thu hút, dễ nạp tiền vào game. Và tóc chiến nó cũng sẽ là như vậy. Nếu như mà VNG bắt buộc game thủ phải có chứng minh nhân dân, tức là phải trên 14 tuổi anh em nhé, theo luật pháp là phải trên 14 tuổi thì đã có rồi chứ không phải là trên 15 đâu, thì khi đó những ai chưa có chứng minh nhân dưới 14 tuổi khi đó là tìm cách gì? Mượn của bố mẹ, của anh chị các kiểu đăng ký rất là lằng nhằng đúng không? Nếu mà không mượn được hoặc là mất nick thì làm sao để kiếm chứng minh thứ hai để đăng ký, không có đúng không? Tức là họ đang bẻ đi, họ đang loại đi một bộ phận game thủ rất lớn, và nó ảnh hưởng đến cái số lượng người chơi game, cũng như là ảnh hưởng đến cái doanh thu trực tiếp của cả nhà phát hành game. Thật ra mình nghĩ là mặc dù là thắt chặt quản lý, nhưng mà VNG sẽ tìm cách bằng cách nào đó game thủ vẫn có thể chơi được, vẫn có thể đăng ký được, mặc dù chúng ta chưa có chứng minh nhân dân. Thì đó là theo quan điểm cá nhân mình, bởi vì không dại gì mà họ loại bỏ đi một cái tệp khách hàng rất lớn dưới 14 tuổi. 10 đến 14 tuổi với Liên Quân, với PUBG hay với Tốc Chiến, đó là một cái đối tượng
số lượng người chơi rất lớn và cũng mang về một cái số lượng doanh thu rất lớn. Họ sẽ không dại gì mà gạt bỏ đi, trừ khi là bộ thông tin truyền thông quá là gắt, nhưng mà mình nghĩ là sẽ chưa đâu, chứ phải là bây giờ đâu. Và nếu mà gắt thì không chỉ là gắt với mỗi tốc chiến đâu, gắt với tất cả những tựa game còn lại luôn. Nên mình nghĩ là anh em yên tâm nhé, khả năng anh em vẫn có thể chơi được mặc dù anh em chưa có chứng minh nhân dân. Rồi và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi rất hay của bạn Safe Gaming. Bạn hỏi đó là: anh Toại ơi, liệu Among Us 2 có ra mắt không? À, câu này hay anh em nhỉ, Among Us 2 có ra mắt hay không đúng không? Thì trước đây chúng ta có một cái tin đồn, đó là việc Among Us, sau sự thành công của Among Us 1 thì cái nhà phát triển có tên đó là Inner Slot, họ chuẩn bị ra mắt là Among Us 2 trong khoảng tầm năm 2021 đúng không? Thì Toại xin đính chính lại, thực ra thông tin này là không chính xác anh em nhé. Trước đây vào năm 2018 thì Inner Slot, tức là cái nhà phát triển họ làm ra tựa game Among Us này, 2018 thì đã làm ra game rồi, nhưng mà thực ra thì Among Us phải đến 2020 thì khi đó mới thịnh hành đúng không? Mới khoảng tầm vài tháng gần đây thôi. Và đúng như những cái thông tin được đưa là trước đó họ có ý định là phát hành cái phiên bản Among Us 2, nhưng đó chỉ là khi cái Among Us 1 nó chưa thành công thôi anh em nhé. Còn bây giờ khi mà Among Us 1 đã quá thành công rồi thì chính cái nhà phát triển là Inner Lost này họ đã xác nhận là họ loại bỏ cái kế hoạch phát hành Among Us 2. Bởi vì sao? Trên quan điểm của một game thủ thì tất nhiên mình vẫn muốn là có Among Us rồi, 1 rồi thì phải ra phiên bản 2 để chơi đúng không? Nhưng mà rõ ràng trên quan điểm của một người đang làm cho một công ty game, của một người làm trong lĩnh vực làm game, thì mình ủng hộ quyết định của nhà phát hành game này, đó là không ra mắt phiên bản Among Us 2. Cái lý do rất đơn giản, có hai lý do. Thứ nhất, Among Us 1 vẫn đang quá hot đúng không? Nó chưa có dấu hiệu bị hạ nhiệt và nó vẫn đang mang về một cái nguồn doanh thu rất khổng lồ. Nếu như bây giờ mà Inner Lost, tức là nhà phát triển này, họ tập trung làm Among Us 2 thì họ phải phân bổ nguồn lực ra đúng không? Để là chia nguồn lực ra để phát triển cái phần 2 đó. Và khi đó họ sẽ không thể nào mà tập trung 100% nguồn lực để đầu tư tiếp tục phát triển con Among Us 1 này nữa đúng không? Rõ ràng rồi, họ không thể nào mà một mình phân đôi được, bắt buộc là phải chia người ra làm cái phiên bản thứ 2 đó. Thì Among Us 1 khi đó chắc chắn là sẽ không được đầu tư 100% cái nguồn lực nữa. Cái yếu tố thứ hai là một yếu tố vô cùng quan trọng mà cái này các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy. Đó chính là việc nếu như ra mắt Among Us 2 trong cái giai đoạn mà Among Us 1 nó vẫn còn đang hot, vẫn còn có doanh thu, thì sẽ xảy ra cái câu chuyện đó là gà cùng một mẹ đang đá nhau, tức là huynh đệ tương tàn. Among Us 2 ra mắt thì khi đó một bộ phận game thủ người chơi sẽ chuyển từ Among Us 1 sang Among Us 2 đúng không? Among Us 1 rõ ràng nó sẽ bị cạnh tranh bởi chính người đàn em của nó, sẽ bị hạ nhiệt xuống, sẽ bị giảm doanh thu. Và không ai muốn như vậy cả, không một nhà phát triển, một nhà phát hành game nào họ muốn như vậy cả. Đó, hiểu không? Quan trọng nhất đó là làm sao để cân đối. Trừ khi mà mình nghĩ là khoảng tầm 2-3 năm nữa, 1-2 năm nữa khi mà Among Us 1 nó xuống rồi, nó bị gì đó rồi thì người ta mới tiếp tục làm phiên bản thứ 2 thôi. Còn bây giờ đang hot chả dại gì mà làm ra phiên bản thứ 2 trong khi phiên bản 1 vẫn đang hot đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo và cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi của bạn Phú Quang, một câu hỏi vô cùng hay về tựa game Dota 2. Bạn hỏi là: cho em hỏi là Dota, chắc là Dota 2 rồi, là game không thân thiện với người chơi mới và chỉ tập trung vào thế hệ người chơi cũ. Vậy thì khi mà thế hệ đó mất đi, như là chán bỏ game, thì Dota 2 nó có sập không hả anh? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ quay ngược cái dòng thời gian, quay ngược lịch sử một chút. Lần đầu tiên mình tiếp xúc, mình biết tới Dota 2 ấy, đó là vào hồi cấp 2 mình đi số net đi chơi, lớp 6, lớp 7 gì đấy. Thì hồi đấy là khoảng tầm 2006, 2007 gì đó. Và Dota 2 nó có trước cái tựa game Liên Minh Điện Thoại khoảng tầm vài năm. Và đúng như bạn nói, đó là Dota 2, cái thế hệ game thủ, thế hệ chơi game đầu tiên, bây giờ họ đã khoảng tầm hai mấy 30 rồi, trên 30 rồi đúng không? Các bạn biết Pew Pew đúng không? Thì hồi xưa em Pew Pew ấy là người stream Dota 2 đầu tiên, sau đó mới chuyển sang những tựa game khác. Rồi là QTV cũng vậy, anh QTV thì hồi xưa cũng là chơi Dota 2 rồi mới chuyển sang chơi Liên Minh Điện Thoại. Thì đó là chúng ta sẽ thấy là cái thế hệ hầu hết những người chơi Dota 2 tại Việt Nam, cái độ tuổi họ khá là cao rồi. Tuy nhiên, trên thực tế, những người chơi mới Dota 2, cái độ tuổi trẻ họ vẫn còn rất nhiều. Một cái thực tế đã chứng minh đó là các bạn sẽ xem những cái giải đấu eSports của Dota 2, các game thủ vẫn còn rất trẻ, 18, 20, 22, 23 tuổi vẫn rất nhiều đúng không? Và bây giờ cái số lượng người trẻ họ tiếp xúc với Dota 2 chẳng qua là nó không được phô trương, không được phổ biến, không được phát triển một cách rộng rãi, cộng đồng nó không được to như là tựa game Liên Minh Điện Thoại thôi. Nhưng mà người trẻ người ta vẫn còn chơi nhiều đấy. Và mình nghĩ là nó sẽ không sập đâu, bởi vì cái nguyên do thứ hai rất quan trọng đó chính là việc Dota 2 đang có một cái eSports system, tức là một cái hệ thống eSports nó quá là toàn diện.
Mình sẽ làm một cái video riêng để nói cho các bạn biết tại vì sao eSports là cái cột xương sống để giữ cho một cái tựa game có thể tồn tại và phát triển trong thời gian dài, như là Dota 2, như là CSGO hay là như Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng vấn đề ở đây là Dota 2 họ đang có một cái giải đấu eSports nó quá là hoàn thiện. Các bạn sẽ thấy là những cái giải đấu của Dota 2 có số lượng tiền thưởng rất là khổng lồ, và mặc dù nhìn qua các bạn tưởng là Dota 2 nó đang dead game đúng không, nhưng mà thực ra những cái giải đấu eSports của nó vẫn có cái số tiền thưởng cực kỳ khủng, vẫn là một trong những giải eSports có tiền thưởng khủng nhất thế giới, xếp ngang bằng, xếp tương đương với Liên Minh Huyền Thoại. Thậm chí là họ lập cái kỷ lục về số lượng người xem giải đấu trên Twitch, cái gì đó mình quên rồi, nhưng mà đại khái là rất là đông. Tức là cái eSports system, cái hệ thống eSports đấy sẽ giữ cho tựa game này tiếp tục tồn tại và phát triển trong một quãng thời gian khá dài nữa, trong vài năm nữa. Sập thì chắc chắn là game nào cũng sẽ sập thôi, không có game nào mà tồn tại 5, 70 năm được đúng không? Đó là câu chuyện rõ ràng, câu chuyện đương nhiên rồi. Tuổi đời trung bình của một tựa game hiện nay là từ 2 đến 5 năm, nhưng mà mình nghĩ là Dota 2 họ vẫn có thể sống tốt trong vài năm nữa, dựa vào chính cái việc là cái hệ thống eSports của họ vẫn đang phát triển tốt, cái gameplay của họ vẫn đang hay, họ vẫn đang đầu tư phát triển và fix lỗi rất là đàng hoàng. Thành ra mình nghĩ là sập thì sẽ mất quãng thời gian khá dài, nhưng mà chắc chắn là chưa phải là trước mắt. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào liên quan đến game mobile, game PC, game console, đừng quên là comment ý kiến bên dưới mỗi video nhé. Tôi sẽ tổng hợp lại và tiếp tục mang đến cho anh em những câu hỏi, những câu trả lời chính xác nhất. Và chúc cho tất cả những anh em nào theo dõi cái series hỏi đáp gaming của mình sẽ sớm được lên sóng trong các video của mình nhé. Comment thật nhiều vào và chụp hình lại cho anh em lên sóng trong các video tiếp theo nhé. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.